Huyền Thư, Charlotte xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với đả bài chung có chủ đề họ đã thay đổi như thế nào sau khi dừng lại, ngắt kết nối, chia xa hoặc là chia tay với bạn. Đây là một đả bài được gợi hứng từ một đả bài riêng, cho nên là bây giờ mình sẽ vào chủ đề luôn. Đó là sau khi chia tay, dừng lại, ngắt kết nối thì họ đã thay đổi như thế nào, hoặc là ngược lại, họ đã thay đổi như thế nào sau khi dừng lại, ngắt kết nối, chia tay hoặc chia xa với bạn nhé. Giờ phu, hai kiếm, medicine. Mình thấy người này đã có sự thay đổi và chuyển hóa rồi các bạn. Giờ phu có nghĩa là sau khi mà bạn rời đi ấy, hoặc là bạn dừng lại, bạn ngắt kết nối ấy, thì bắt đầu giống như là cuộc đời của họ có một sự thay đổi lớn, có một cái bước ngoặt lớn ở bên trong họ. Cái cảm giác đầu tiên đó là họ cảm thấy bơ vơ, họ cảm giác như là có tùy nhá, có những cái mối quan hệ, có những mối quan hệ thì người đó họ cảm thấy được tự do, ôi được tự do rồi, nhưng có những người thì cảm thấy bơ vơ, giống như là mình mất đi phương hướng ấy. Đó là cảm giác đầu tiên. Cảm giác thứ hai, mà cảm giác giữa cảm giác một và cảm giác hai ấy, thì nó tùy từng mối quan hệ. Có những mối quan hệ nó diễn ra trong vòng mấy ngày thôi, nhưng có những mối quan hệ nó diễn ra theo tháng, theo năm, thì mình chỉ đọc theo năng lượng thôi. Cái năng lượng thứ hai là mình thấy bắt đầu họ bối rối, nghĩa là họ qua cái cảm giác tự do hoặc là cảm thấy mất phương hướng, thì bắt đầu đến cái năng lượng thứ hai là họ không sao để họ thoát ra khỏi cái cảm giác đấy. Ví dụ như là, và nó thường rơi vào cái năng lượng của cái việc là họ cảm thấy bơ vơ, họ mất phương hướng, họ không biết cách nào để thoát ra khỏi cái năng lượng đấy. Nhưng đây là một người mà mình thấy luôn luôn trong cái Huyền Thư Tarot, năng lượng nam là những người không bình thường đâu các bạn. Họ không tầm thường một tí nào cả, cho nên họ xử lý bằng cách là họ thu dọn hành lý, họ tiến về phía trước, nghĩa là họ không để cho cái năng lượng đó kéo thấp họ lại. Nghĩa là có thể họ buồn, họ bơ vơ, họ cô đơn, họ cảm thấy đau khổ, nhưng họ không để cho cái cảm xúc đấy kéo họ lại, dìm họ xuống, điều khiển thao túng họ, mà họ thu xếp, họ bước sang một cái hành trình khác. Mình thấy cái người này trên bước đường bước sang hành trình khác ấy, họ buồn, có những lúc có những đêm mất ngủ, có những đêm một mình khóc thầm, nhưng họ hiểu rằng đã lúc họ phải đi rồi. Và mình thấy có xu hướng, mình thấy người này ý thức rất cao về mối quan hệ. Đây là những người mà họ hiểu được đây là một mối quan hệ mà từ khi mà gặp cái đối tượng này, ví dụ ở đây là năng lượng nam thì bạn mà là nữ nghe thì đối phương chính là bạn, có nghĩa là, hoặc là ngược lại, tùy các bạn đổi chiều. Họ thấy là từ khi gặp bạn thì cái mối quan hệ này đã thay đổi họ rất nhiều. Có những người hiểu rằng họ cần phải đi qua giai đoạn này để họ đến được cái bến bờ của Four of Wands. Four of Wands ở đây các bạn có tưởng tượng đó là cái năng lượng của sự bình yên, trọn vẹn với chính mình. King of Wands. Người này mình thấy có một sự thôi thúc rất lớn nhé. Đây là một người rất tài ở chỗ là một mặt họ đau khổ, họ buồn, họ cô đơn, nhưng một mặt họ vẫn hiểu rằng họ cần phải trải qua như thế, và họ giống như là họ kiên gan với nó, họ lì với nó, giống như họ thách đấu với nó luôn á. Nhưng khi học qua là thay vì những cái đêm mất ngủ ấy, thì thay vì ngồi nằm than khóc ấy, thì họ trở dậy, họ mình thấy có năng lượng là họ ngồi vào bàn, họ hướng họ chuyển hóa cái năng lượng của nỗi buồn ấy thành công việc, họ suy xét về tương lai, họ dùng nó giống như họ biến nó trở thành năng lượng của trí tuệ ấy, để bắt đầu họ hoạch định về tương lai đấy, King of Wands đấy, thậm chí họ ghi chép lại hoặc là họ như thế nào đó, họ lên kế hoạch như thế nào đó để họ biến nó trở thành trí tuệ, họ không để cái nó kéo thấp họ xuống nhá. Mình thấy là như thế. Mình sẽ dùng một bộ bài nữa để mình xem họ thay đổi như thế nào từ sau khi chia tay này, tạm dừng này, hoặc chia xa, ngắt kết nối, tùy từng mối quan hệ. Mình thấy năng lượng bọ cạp vào đây rất là lớn, sự chuyển hóa vô cùng lớn. Mình thấy cái cuộc vượt ngục của người này ấy, gọi là vượt ngục tinh thần ấy, nó không dễ dàng một chút nào đâu các bạn. Có những lúc họ cảm thấy họ hoàn toàn cô đơn. Đấy, giống như một cái người mà bị, mà giống như thế là họ mình thấy người này, mình nhìn vào lá bài này ấy, mình thấy một cái năng lượng là cái người này họ giải quyết cái nỗi buồn. Thay vì bỏ chạy này, thay vì kêu ca này, thay vì phàn nàn này, thì họ có xu hướng là họ đối diện với nó. Ví dụ mệt quá thì nằm nghỉ. Đấy, năng lượng của năm kiếm, nghĩa là năm kiếm nó biểu hiện một cuộc chiến đã tàn, nghĩa là sau khi đã tàn xong rồi, thay vì nhìn lại trong một cái năng lượng của sự ám ảnh, thì họ nằm ngay trên cái bãi chiến trường đấy. Đấy, họ dám đối diện với nó, họ dám thừa nhận nó, dám đối diện với nó,
và sau đấy thì họ có xu hướng họ thu xếp lại năng lượng của ba xu, là họ thu xếp lại giống như thu xếp tàn dư để xây lại một cái gì đó mới mẻ trên cái đống hoang tàn đổ nát đó. Khi nào khắp họ họ nhớ cái người nữ này rất là nhiều. Cái năng lượng của người nữ, cái vẻ đẹp của người nữ đẹp như mặt trăng ấy. Mình thích cái bộ bài này, mình mua cái bộ bài này chỉ vì cái lá này thôi đấy. Queen of Cups có nghĩa là cái cô gái này mang một cái vẻ đẹp giống như mặt trăng, hiền lành, phúc hậu, đáng yêu. Đó cho nên là lúc nào họ cũng nhớ về cái người đó. Mình thấy ẩn sâu ở trong những lá bài này, mình thấy người này họ vẫn có niềm tin là một lúc nào đấy rồi, sau khi mọi thứ xong xuôi rồi, có nghĩa là họ hiểu nó là một hành trình, một thử thách giữa hai người ấy, thì sau khi mà họ hoàn thành xong rồi thì hai người sẽ có sự gặp lại. Họ vẫn có một niềm tin là cái người nữ đó vẫn chờ họ. Vẫn chẳng qua nàng ấy chia tay, nàng ấy tạm dừng, nàng ấy chia xa là để cho mình có thời gian để mình làm lại thôi, mình hàn gắn lại thôi. Họ có niềm tin như thế, một là họ có niềm tin, hai là họ cố tình họ tin như thế để họ lấy cái động lực họ phát triển. Mình thấy có năng lượng của Seven of Wands, họ bắt đầu thu xếp lại. Nghĩa là các bạn cứ tưởng tượng như là cuộc sống của họ, tâm tư của họ ấy. Trang đó là check về mặt năng lượng nhá. Nhưng năng lượng là nó bề bộn. Cái bề bộn này nó về mặt năng lượng thì họ thu xếp lại. Họ bắt đầu từng chút một ấy. Để họ thu xếp, họ chỗ nào cần nghỉ ngơi thì cần nghỉ ngơi, chỗ nào cần thu xếp thì cần thu xếp, chỗ nào cần đóng gói lại thì họ đóng gói lại. Có nghĩa là mình đang nói về mặt tư tưởng ấy, về mặt năng lượng ấy. Thì từ cái năng lượng nó tỏa ra năng lượng thực tế thì cũng có những người họ sẽ thu xếp gia đình, nhà cửa. Ví dụ như trong khoảng thời gian họ buồn bã, họ vứt bề bộn các thứ thì bây giờ họ dọn dẹp lại. Đấy, các bạn hiểu không ạ? Fire of One có những lúc họ cảm thấy trong lòng buồn. Đấy nghĩa là họ có những cái năng lượng theo kiểu là đối chọi, mâu thuẫn lẫn nhau trong tư tưởng của họ ấy. Thì những lúc như thế họ cái người này có một xu hướng là họ sống âm thầm, lặng lẽ và cô độc. Cô độc ở đây có nghĩa là họ lựa chọn cuộc sống một mình ấy. Đấy, họ không, trong khoảng thời gian này họ không có giao tiếp, không có đi lại với ai cả, mà họ tự họ thu xếp ở nhà, họ thu xếp một mình họ. Cứ mỗi lần mà họ cảm thấy trong họ khởi lên một cái năng lượng của cái việc là họ cảm thấy cái năng lượng năm gậy nó biểu hiện trong một cái năng lượng của cái việc là sự bực dọc này, tức tối này, thậm chí sự mâu thuẫn bên trong họ, thì bắt đầu họ sử dụng cái năng lượng của vua su là năng lượng của sự bình ổn, về sự giàu có, về sự nghiệp, về thịnh vượng ấy. Có nghĩa là họ đánh lạc hướng bằng cách là họ hướng tới cái năng lượng là xây dựng một cái sự giàu có về mặt vật chất ấy, sự thịnh vượng về mặt sự nghiệp ấy, và bắt đầu họ đánh nó đi. Mình thấy người này có cái xu hướng, mình đọc được một cái năng lượng là họ cảm thấy cái người nữ Queen of Cups bây giờ rất là giàu có. Nàng không chỉ giàu có về mặt tâm hồn, nghĩa là nàng có một tình yêu tràn đầy, mà nàng còn có cả sự giàu có về mặt vật chất. Và họ nghĩ rằng là bây giờ mình cũng phải làm thế nào để được như cô ấy. Năng lượng của năm xu còn có cảm giác là họ cảm thấy họ thua kém nữa, năm gậy, và họ xu hướng là họ mơ mộng đến một ngày khi mà ta xuất hiện trước mặt nàng thì ta cũng khiến cho nàng phải tự hào về ta. Bây giờ mình sẽ dùng tiếp một bộ bài khác để mình xem là họ thay đổi như thế nào nhé. Họ thay đổi như thế nào sau khi chia tay này, tạm dừng này, ngắt kết nối này, chia xa với bạn. Nó tùy từng hoàn cảnh. Mình thấy người này họ tập trung vào công việc và sự nghiệp các bạn nhé. Đấy mà cứ mỗi lần họ cảm thấy buồn hoặc cô đơn thì bắt đầu họ nghĩ đến cái chuyện là họ bắt đầu mang cái năng lượng của sự giàu có ra. Mình thấy người này họ có xu hướng là họ dùng tiền để họ vỗ về, họ nuôi dưỡng họ. Ví dụ mỗi lần họ buồn là bắt đầu, ví dụ như là họ có tiền này thì họ sẽ ngắm tiền này, hoặc là họ ngắm những thành quả của họ này, hoặc là họ có một vườn cây hoặc là một cái gì đó, là bắt đầu họ ra họ ngắm cái thành quả của họ và họ cảm thấy vui vẻ. Đấy, người này rất biết cách xử lý cảm xúc của mình nhá. Đấy, và cứ mỗi lần mình thấy ở đây cái năng lượng ở đây khiến mình cảm giác như họ có một cái vườn cây hoặc một vườn rau gì đó, và hoặc là nó chỉ là biểu tượng của cái việc là công việc của họ thôi, thì mỗi lần họ chăm chút nó thì bắt đầu họ lại mỉm cười, họ tưởng tượng đến một ngày nào đấy cái người, sau khi hai người mà quay trở lại với nhau ấy, người này mình thấy vẫn có xu hướng là họ muốn, họ nghĩ đến chuyện là hai người sẽ quay trở lại, thì họ đã có một cái tài sản rất là lớn để cho cái người đó rồi nhá. Ồ, hôm nay cái năng lượng rất là ngọt ngào. À, các bạn nhớ lên chia sẻ ở dưới cho mình nhé. Nếu mà bạn, các bạn biết không, cái những cái chia sẻ của các bạn nó ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng của mình. Nó là năng lượng mà, cho nên là
các bạn, nếu các bạn cảm thấy như thế nào các bạn cứ chia sẻ cho mình, bởi vì kênh của mình những đài bài chung ấy nhiều người cứ hay thắc mắc là tại sao đài bài chung mình làm nhiều như thế. Cái sự làm nhiều nó do cái sự thôi thúc từ bên trong. Ví dụ như hôm nào mà các bạn chia sẻ nhiều ấy là tự nhiên mình có một sự thôi thúc rất là mãnh liệt khi mà mình đọc những comment của các bạn. Chứ các bạn chịu khó, các bạn chia sẻ với mình. Và các bạn ơi, các bạn chia sẻ, các bạn hãy chia sẻ bằng ký tự chữ nhá. Các bạn đừng gõ những cái icon, bởi những icon đấy một là YouTube không được tính. YouTube không tính, thứ hai là nó không có ý nghĩa gì cả. Mình đang muốn các bạn chia sẻ để mình biết là các bạn tâm tư các bạn như thế nào. Các bạn hiểu không ạ? Rồi. Ồ, hôm nay mình thấy cái người này họ ngập tràn một cái năng lượng là họ hy vọng một cái ngày nào đấy rồi hai người sẽ gặp lại nhau, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Rồi chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc như thế này. Ừ, cái người này hôm nay sao mình thấy cái năng lượng của họ khác quá. Họ mơ mộng, mình thấy cái cảnh một cái người đàn ông họ đang tưới cây, hoặc họ đang chăm sóc một cái khu vườn, hoặc một cái công việc nào đấy. Mà cái công việc đấy theo kiểu giống như nếu là hai người là vợ chồng chẳng hạn, mà ly thân hoặc là ly hôn á, thì cái chỗ nào mà là cái người vợ ở lại, bởi vì ở đây mình thấy năng lượng nam, cái chỗ nào là cái người vợ thích ấy, là bắt đầu họ chăm chút. Ví dụ như là mình lấy ví dụ thế này nhá, trước khi mà hai người chia tay thì có một khu vườn mà người vợ rất hay chăm sóc chẳng hạn, mà cái lúc ở với nhau thì hầu như họ không để ý gì. Đến khi mà người vợ đi thì họ ra sức họ chăm chút cái khu vườn đấy, bởi vì mỗi lần họ chăm chút là họ tưởng tượng đến một ngày cái người vợ đấy sẽ trở về và sẽ được ngắm cái khu vườn đấy. Hoặc là nếu như hai người có con chung ấy, thì theo của người vợ chia tay rồi thì họ sẽ cố gắng họ chăm chút cái đứa con đấy, để họ, nó là tình yêu, nó là tất cả những cái gì mà họ muốn gửi gắm vào đứa con đấy, để họ hy vọng rằng một ngày cái người vợ đó quay trở lại sẽ cảm thấy rất là vui vẻ bởi vì con mình khỏe mạnh. Còn nếu như mà hai ở xa ấy, mà cái người nữ của họ mà thích hoa, thích quả, thích cái gì đấy, thì cái người nữ thích cái gì thì họ chăm chút vào cái điều đó, và họ vừa chăm chút họ vừa tưởng tượng đến một ngày rồi cái người đấy sẽ quay trở lại, đấy sẽ quay trở lại, sẽ được, sẽ ngắm cái mà họ gieo trồng và họ cảm thấy rất là vui. Ôi sao hôm nay cái năng lượng đáng yêu thế. Và những lúc như thế xong rồi họ lại mơ tưởng đến cái việc là trong cái lúc họ đang làm việc thì người nữ này cũng đang làm việc đấy, họ mơ tưởng đến một ngày ở đây cái năng lượng của vợ chồng mà thay cầu chia xa nhiều lắm nhé. Họ nhìn con họ á, có thể là hai vợ chồng theo kiểu chia tay mà đứa này ở với bố này, đứa này ở với mẹ này, thì họ có xu hướng là họ nghĩ đến con của họ. Nếu họ nghĩ đến con thì sau này khi mà gặp lại thì cái đứa con đấy người vợ sẽ hạnh phúc vô cùng đấy, theo cái kiểu giống như thế, nghĩa là đứa con chính là cái cầu nối để hai người có thể quay trở lại với nhau ấy. Mình thấy năng lượng của 4 cốc và năng lượng của 5 xu. Ở đây mình thấy có năng lượng là họ rất hay mơ mộng nhé. Họ rất hay mơ mộng, nhưng ở trong họ vẫn tồn tại một cái năng lượng của 6 xu. Nghĩa là họ vẫn có cái năng lượng là những lúc họ vui vẻ thì họ mơ mộng những điều tốt đẹp, nhưng có thỉnh thoảng họ lại khởi lên một cái năng lượng của sự băn khoăn, đó là có nên hay không. Người ta tích người này, mình đoán chắc 100% cái lý do để hai người chia tay chính là sự mập mờ không rõ ràng của cái người này. Mà cái lý do chính là 6 xu, họ cứ hay băn khoăn. Người này họ có một cái đặc điểm là khi mà xa các bạn thì bắt đầu họ nhớ nhung, họ mong ngóng, họ có sức mạnh để họ phát triển, nhưng cứ khi mà có được các bạn trong tay rồi thì lại có một nỗi sợ nào đó, một sự băn khoăn nào đó trồi lên. Vậy thì cái vấn đề của các bạn thì các bạn phải tự biết nó là cái gì đó. Vậy cái vấn đề giữa hai người là cái gì? Vậy thì chỉ khi nào họ giải quyết được cái vấn đề đó thì họ mới hoàn toàn yên tâm được với lại cái mối quan hệ này. Vậy thì các bạn sẽ phải biết cách để xử lý cho mình. Có nghĩa là nếu chúng ta đừng yêu khi mà giữa chúng ta có những vấn đề, bởi vì các bạn phải hiểu, như ví dụ một người đau tay chẳng hạn nhé, họ sẽ không thể toàn tâm toàn ý yêu các bạn khi tay họ đang đau, họ không thể toàn tâm toàn ý họ yêu các bạn khi đầu họ đang đau. Cho nên là hãy để cho họ chữa lành đi. Ví dụ như là bây giờ hai người mà đang chia xa thì các bạn đừng sốt ruột, đừng vội vàng để hàn gắn, mà cách các bạn biết được họ đang như thế nào, và các bạn hãy nguyện cầu cho họ, nguyện cầu bằng cách đó là các bạn mong cầu cho họ được hạnh phúc, được bình an. Nhưng mà cái mong cầu đó là để cho họ được hạnh phúc, chứ đừng mong cầu là làm sao cho họ nhận ra tình yêu của con, họ nhận ra vẻ đẹp của con, và để họ thấy con quý giá như thế nào để họ phải quay về với con không. Hãy làm sao để cho họ được hạnh phúc, được bình an, những cái rác trong tâm của họ được dọn dẹp. Và nếu các bạn muốn cái rác trong tâm của họ được dọn dẹp thì bạn hãy dùng Ho'oponopono chuyển hóa nhé. Mình đã thử khá nhiều phương pháp về cái việc là chuyển hóa thân tâm ấy, nhưng mà sau đó thì mình thấy chỉ có Ho'oponopono là tuyệt vời nhất các bạn. Cho nên các bạn hãy sử dụng, bởi vì các bạn phải nhớ rằng tại sao các bạn lại gặp một người như thế này.
Bởi vì giữa hai người có chung cái dòng rác đó, hoặc bạn có một nhiệm vụ nào đấy, một sứ mệnh nào đó liên quan đến họ, cho nên đừng quan tâm đến là vì lý do gì. Hãy khởi lên tình yêu vô điều kiện và hãy dọn rác. Mỗi lần các bạn đọc Ho'oponopono, hãy nghĩ đến họ và cầu mong cho họ được tốt đẹp hơn, và tốt đẹp hơn cho họ, chứ không phải là trong mối quan hệ. Còn hai người còn duyên hay không thì tự vũ trụ sẽ dẫn dắt nhé. Hãy nghĩ đến cái điều đó. Đó là mình nghĩ rằng là trả bài ngày hôm nay dừng lại ở đây thôi, bởi vì là hôm nay mình cũng rất là bận, toàn bộ công việc của một cái tuần nay theo kiểu là trả bài riêng á bị đình lại, thì hôm nay mình phải giải quyết bằng hết, cho nên là mình bị thôi thúc rất là mạnh mẽ trả bài này và mình làm đó. Cho nên là các bạn cố gắng là thông cảm, bởi vì nó ngắn là một, và thứ hai các bạn giúp mình phát triển kênh. Nếu ai yêu thích kênh của mình, cảm thấy các bạn có được năng lượng tích cực từ kênh của mình, thì các bạn giúp mình đăng ký kênh nhé, giúp mình phát triển kênh bằng cách comment và chia sẻ với mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.